tâm mới về con Vios bản G xe lướt 9.000 cây số nha anh chị sơn riêng là 99,9% nha 9.000 cây thì anh chị nghĩ coi xe nó mới cỡ nào ha sản xuất uh, và lăn bánh là tháng 9 năm 2022 sản xuất 2022 uh, mặt nạ mới form mới bản G sơn riêng là 99,9% chưa thấy tốt chỗ nào hết đây là con xe lướt thật sự nha anh chị 9.000 km bản G bản G thì là bản full rồi Uh, Vios thì nó có uh, 3 bảng bản E bản G Và bảng GRS GR, bản GRS nha anh chị GRS thì ít có thấy ai xài lắm Bản G này nó cũng đã đẳng cấp rồi anh chị Xe này thì uh, lúc mua mới là 600 mấy á, Mua mới 600 mấy hiện nay cũng là 590 mấy triệu Chưa lăn bánh, chưa thuế Nhưng mà mẫu mới nó xấu lắm Mẫu này thời điểm khách mua là 63, 64 anh chị Mà mẫu này bây giờ không biết còn hay không Nhưng mà tâm thấy ra mẫu mới người ta chê Nên cái danh số bán của Vios nó, nó giảm rất là rõ ràng luôn. Mẫu này nó đẹp. Xe này thì bên tam bán cho anh chị là 495 triệu nha, 495 triệu. 2022 mà cái điều quan trọng nhất ở đây là cái xe lướt chạy có 9.000 cây thôi anh chị. Nước sơn này là 100% là hầu như là nguyên riêng. chưa tút chỗ nào. Được trang bị là đầy đủ option và đồ chơi rồi. À, xe thì đăng kiểm tới 2025, là lúc mua mới là đăng kiểm tới bây giờ luôn, tới đăng kiểm 2025, đăng kiểm 3 năm nha anh chị xe này thì tháng tháng 9 tháng 10 năm 2022 á mới lắm còn thơm mùi xe luôn á. còn thơm mùi xe mới luôn cái cái ghế mà nó chưa xẹp luôn anh chị xe này đúng cây số nha sai tâm chịu hoàn toàn trách nhiệm à, mua từ trong nhà dân ra luôn à, bọc lại tràn 5D đó nhìn nó rất là sạch và cao ráo ha màn hình Android à, xin lỗi sáng giờ nhiều việc quá nói lộn màn hình riêng theo xe và cam ve rồi có lúc tâm mua là 9.000 8.900 cây rồi chạy về hôm qua nay là giờ nó lên 9.000 rồi à. à, bao cây số cho anh chị ha xe còn thơm lần luôn còn thơm lần mùi xe mới luôn ga tự động rồi lô control tròn nè phím bấm tích hợp nè qua lăng y như một cái qua lăng mới ở đồng hồ điện tử nha hôm qua ta mua là 8.900 cây còn còn số ở ở trong nhà nhà khách hàng luôn khách hàng chụp cho tâm là 8.900 cây Ờ, nhân viên tâm nó chạy về mấy chục cây rồi hôm qua đi bình dương nói là về giờ lên chín một trăm cây rồi bao chết hãng cho nhà mình đúng mọi thứ nha sai một ly một tí nào là tâm chịu hết ha chìa khóa remote thì còn đủ hai chìa nha hai chìa khóa thông minh đó mấy cái tem này chưa bóc luôn anh chị xe thì mới nguyên à, à cái này à, nếu mà tính ra xe mới một trăm thì xe này còn khoảng chín tám chín nha Còn được chín mươi tám so với xe mới nha anh chị à, bảo hành hãng tới năm hai nghìn hai mươi lăm cân bằng điện tử bảy túi khí an toàn à, thắng abs 4 bánh à, được option rất là nhiều mấy cái phím này nè là ốp hết ốp um, mica đẹp quá đẹp luôn xe này khỏi rửa luôn tam không hề rửa luôn anh chị nó mới đến mức độ mà không cần phải rửa luôn á à, mấy cái bảy bước này là ốp inox hết ghế da theo xe thì diễn nhiên là khỏi nói rồi năm sản xuất là 2022 nha và lăn bánh là tháng 10, tháng 9, tháng 10, 2022 một chủ mua mới từ hãng luôn ha một chủ mua mới từ hãng nha anh chị à, nó như xe mới thì chả khác gì hết ha xe này à, bên tâm bán cho anh chị là 495 triệu nha anh chị nếu như anh chị mà có ý định mua xe mới thì mua con xe này nó tương đương như xe mới mà nó giảm được hơn 100 triệu nha anh chị hơn 100 triệu alo Đổi cái gì anh? Em đang làm video, chút nữa em điện lại cho, anh phải biết xe của anh bán nhiêu tiền em mới làm việc được. À khoảng 10 phút nữa em điện lại cho anh nha anh, em làm video xong cái. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, ok anh. Dạ dạ dạ. Em đang có khách, em đang làm video, chút em điện lại liền cho. Mới lắm anh chị ơi, mới đúng mức luôn. Khác gì xe mới đâu mà. Xe này nó mới tinh anh chị. Mới tinh nè. Xe mới sao là nó tương đương nha, chứ không phải giống y được, nó tương đương một chín đó anh chị 495 triệu nha anh chị anh chị thấy hợp lý thì ủng hộ tâm nha à, xe thì khỏi coi ngồi tại nhà đi tâm đưa xe tới nếu mà sai tâm chịu trách nhiệm hoàn toàn 2021 2022 là nó có cái lợi thế lớn nhất là mâm nó mâm mới mặt mặt ca lăng mới và được cái là đèn led trước led sau anh chị 2020 chưa có đèn led đó 2020 là còn đèn à, bi cầu và đèn halogen thì nó không có bằng cái đèn led này ha vỏ là vỏ 2022 luôn nha anh chị tuần thứ 21 2022 nè không bốn tháng đĩa ABS luôn mâm phay phay suốt rất là mới đèn là full led trước led sau hết biển số 93 Bình Phước được vô cái body nữa nè cái nào không thích thì cứ tháo bỏ ra xe này thì cái thùng nè đẹp lắm nha anh chị mới nguyên luôn bánh dự phòng là chưa bao giờ kháo ra ha còn y trên xe này luôn từ lúc mua tới giờ luôn chưa bao giờ xuống nha anh chị xe này mới giữ vàng anh chị ơi à, lâu lắm rồi mới mua được cái xe mới giữ vậy mới đúng bài luôn không cần rửa gầm luôn anh chị không cần rửa luôn tâm chưa rửa gầm luôn nha cái này xịt gầm một cái nó mới thôi bảy màu giỏ theo xe đúng cây số Không hề sai được Sai tâm triệu hết cho anh chị nha à, Keo chỉ thì nguyên riêng hết Anh chị chốt con xe này thì liên hệ trực tiếp bên Tâm để sở hữu em nó nha 0917 215 512 Xe Đây tuần thứ 21 2022 Xe nguyên riêng nguyên đai nguyên kiện nghe anh chị <cười> 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 bản này là bản 7 túi khí ha có cân bằng có thắng abs có đề nổ sita top ừ. và được trang bị đồ chơi nhiều xe thì chẳng khác gì xe mới gì tâm bao cho bao hết thị trường luôn cho anh em bà con đi coi luôn nếu mà tìm ra một cái điểm yếu nào tâm chịu hoàn toàn trách nhiệm chủ này họ cưng cái xe dữ lắm vô nhà họ mua là họ trầm bạc là kính hết bắt đầu khui cái bạc ra không có gà chó gì mà quào được miếng nào hết á. nó mới lắm chị rất là mới có nhiều xe mới lắm nhưng mà để chó gà rồi nó lên mèo đổ lên á. nó cũng xước 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 còn cái xe này họ giữ gìn sao mà nó không có một cái vết xước nào luôn nó hay vậy đó mà cái nội thất của nó mới tinh còn thơm mùi xe luôn á à, quá kỹ quá mới rất là cảm ơn anh chủ này sử dụng cái xe kỹ nha kỹ lưỡng và đầu tư cái xe tới nơi tới chốn về mới là cái của nè chứ còn mà đi bừa quá là không phải là cái của đâu này anh này là anh đúng và anh trân trọng cái của của anh này. khi mà anh bán nó sẽ có giá đó anh bán nó sẽ có giá còn xe mà nó bị trầy bị cũ mình vô mình không có dự ý mình có thể bớt giá đâu còn xe này vô đâu có biết gì đâu mà bớt không có bớt được được giá đó thì lấy cũng được thì thôi đó người ta giữ cái xe kỹ nên người ta bán ta tiếc á à, giờ thấy cái xe nó dự ý lắm anh chị lên thấy cái xe này anh chị chịu liền <laughs> nó mới tin nè à. nó chạy có tám ngàn mấy trăm cây à tính ra thì chủ họ đi bảo dưỡng hãng được hai lần thay nhớt được hai lần đó xe này giờ vẫn bảo hành hãng bình thường nha anh chị vô hãng bảo hành vô tư đó cứ hư cái gì mà vậy. liên quan tới cái xe của nhà máy sản xuất là người ta sẽ sửa miễn phí còn nếu như mà mình thay nhớt đồ mà hết thời hạn thay nhớt thì mình trả tiền còn trong thời hạn bảo hành này hư cái gì là thay thế miễn phí nha anh chị đây anh chị coi nè Mới tinh luôn Xe trùm mền không Nè Cái chân phục mà nó còn gì nè Thường là cái này nó sẽ bị xét Nhưng mà cái này nó mới tinh anh chị ơi Ống này còn trắng tinh nè Nó chỉ khác xe mới là Nó đã chạy lăn bánh rồi Chứ còn tâm hủy nó cũng tương đương Vừa rồi mua cái xe kia chạy 1.200 cây nữa hai 200 cây nữa Nó cũng dày à Nó cũng y dày anh chị khi mà máy đã nổ lên thì cái bô nó phải đỏ bô nó đỏ thì nó bị sẫm màu lên vậy đó chứ còn lúc mua mới thì nó cũng y vậy thôi nè anh chị thấy không cái máy này có khác gì máy mới đâu khác gì máy mới đâu ha mới mới nguyên bản mới nguyên đai nguyên kiện giá tâm bán cho anh chị là 495 triệu bên tâm bao rút hồ sơ nha Xe này bản G 2022 nha anh chị. 9.000 cây số xịn, bao chế thẳng. Sơn Gin là 99%, không có một vết dày dâm nào hết. Và bao cho anh chị là mọi thứ luôn, như lời tâm nói luôn nha. Sai tâm chịu hết. Thì anh chị đi mua xe mới thì bây giờ nó tầm phải ngoài 600, thì mua xe này thì chưa tới 500. Thì sang tên sang bọng nữa thì cho 500, 500 lẻ mấy triệu. Nhưng mà được cái xe mẫu cũ, mẫu này nó đẹp hơn mẫu mới và cái màu đỏ và được trang bị đồ chơi cũng khá là nhiều rồi giờ mình vô hãng mình mua là xe đâu có đồ chơi gì đâu không đâu có trang bị gì đâu tất cả trang bị cái gì là tốn tiền hết á thì cái xe mà khi mà lăn bánh ra mà hoàn chỉnh như cái xe này là cũng tốn thêm một khoản tiền nữa ít ra cũng phải mười mấy hai chục triệu nữa mười mấy triệu nữa mới có được hình hài nó như vậy thì đây là một con xe nó đã hoàn chỉnh rồi nó mới tin rồi chỉ chờ chị đến rước em nó thôi còn mà không vừa ý cái gì á thì nói tâm chịu trách nhiệm hết cho bảo đảm với anh chị sẽ hài lòng với sản phẩm này sản phẩm mới tinh tình tình luôn mà có gì đâu mà chơi nó như xe mới anh chị bao cho anh chị là không có lỗi lầm không có đâm va không có ngập nước nha bao chết hãng nha sai tâm triệu hết nha cái ruột máy này như cái ruột máy mới và được bảo dưỡng định kỳ tại hãng Toyota rồi con xe Vios bản G 2022 mới tinh không có biết mô tả gì luôn nó như xe mới à xe mới thì 100% xe này cũng được là 98% xe này là trên 9 điểm rưỡi gần được 10 điểm nha anh chị hoàn chỉnh một tới mức độ tuyệt đối luôn bản g đèn led full option full hết bản g là hầu như là cũng đã cao cấp rồi tâm bán cho anh chị là 495 triệu ai yêu xe này thì liên hệ tâm để sở hữu em nó nha tâm xin kết thúc video ở đây hẹn gặp lại quý cô chú anh chị